Mình xin mến chào cả nhà, chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh của vợ chồng mình nha cả nhà. Nay vợ chồng mình đi giăng lưới nha, cũng sẽ là tiếp tục giăng lưới cả nhà ơi. Thì địa điểm giăng lưới của vợ chồng mình là kinh Chứng Đạo nha. Cái địa điểm bên mấy trường học của con mình cả nhà, bữa trước là mấy bữa trước là mình giăng bển, bữa nay mình giăng cái lề bên này nha. Em nhìn nước cho kỹ lưỡng, ông giăng ghẻ ơi, tôi sợ quá à. Không bữa nào ông giăng lưới mà yên ổn hết trơn á. Giờ thì vợ chồng mình vừa ra tới địa điểm này cả nhà, đang giục cái mỏ neo xuống rồi đó, đang mà chuẩn bị buộc lưới mà đang nhìn coi nước chảy hướng nào. Em thấy là nước chảy ra rồi đó, giăng sao giăng em thấy nước chảy ra đó. Ra ở đây ra chứ ngoài kia thì không biết nha, nhưng mà giăng ở đây là em thấy nước nó chảy ra đó, chảy ra nhẹ. Nhưng mà anh thả đồ xuống nó vẫn ra nè anh á, chiếc xuồng của mình anh đậu lại anh thấy nó đẩy ra chưa. Em vừa có chuyên nghiệp hơn anh rồi đó. À, tôi không biết tôi nói vậy đó, chứ tôi thấy là nước chảy ra đó. Thì bây giờ cũng là 9 giờ mấy nha cả nhà, 9 giờ mấy trưa nha, vợ chồng mình mới đi đó. Thì ngày mới vợ chồng mình xin chúc cả nhà được thật nhiều sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc và luôn thành công trong công việc và cuộc sống hàng ngày của mình nha cả nhà. Còn bây giờ thì mời cả nhà cùng theo vợ chồng mình ra sông Chứng Đạo để mà giăng lưới nha, giăng lưới kiếm cá. Ai bán thì ai mua thì bán, còn không thì vợ chồng mình sẽ mần khô để dành ăn nha cả nhà. Nói chung là kiếm đồ ăn vì cái tay lưới này kiếm đồ ăn là êm rồi đó. Em cũng biết nghe, tôi cũng biết ông mần gì đó, ông mần thì còn ông để thừa tôi lắm. Bắt đầu chuẩn bị buộc lưới thả nghe. Cái nhà nói mày giăng lưới mà tao cũng cười chết luôn. Ở nhà xem cái nhà nói như vậy đó, mốt cái nhà để comment bình luận đi cho anh chồng mình cái nhà, nói mày giăng lưới mà tao cười chết luôn. Bắt đầu giăng nha cả nhà ơi. Bây giờ bắt đầu thả nha. Ở đằng kia có cái vuông, người ta có cái sáng múc ở cả nhà. Ở trên sáng chạy hơi ầm ầm, hơi ồn nha, cả nhà thông cảm vợ chồng mình nha cả nhà. Còn lưới ông nói, lưới ông thả nó đứt cho cả nhà các vợ. Nó rách ra cái ông nói lại. Bởi vì khổ dễ sợ luôn. Bữa nào đầu tư lưới mới đi. Hai tay lưới này mua cũng tiền không á, 300 mấy cả nhà. Tại vì tay lưới của chồng mình tới một tay lưới tới 100 thước lận. Hồi lúc trước là đầu tư vô là dân cá bóng sao đó. Cá bóng sao người ta bán được cũng 3 mấy ngàn ký. Ông dân cái ông lấy đủ tiền lưới không nghỉ luôn cả nhà. Dân được 2 clip lấy đủ tiền lưới lại cái rồi nghỉ luôn. Đây mấy bữa nay đem ra dân cá út không. Vừa giăng lưới vừa bơi xuồng luôn ha. Có mình mặn cả nhà tội nghiệp. Bởi có một cái gì cũng còn mình mặn bể cực lắm cả nhà. Cả nhà thương vợ chồng mình, cả nhà xem video ủng hộ vậy cả nhà ơi. Cho anh chồng mình không có động lực cũng mặn. Tại vì cũng mặn có một mình không à. Ừ, tôi không biết em nói vậy đó. Em thấy nước chảy rồi đó. Cả nhà thương vợ chồng mình, cả nhà xem video ủng hộ, cả nhà xem đầy đủ nha cả nhà. Bởi vì nếu như cả nhà xem đầy đủ thì YouTube sẽ đánh giá cho vợ chồng mình là clip vợ chồng mình có chất lượng đó, thì sẽ cho vợ chồng mình đề xuất nha. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm nha cả nhà. Thank you.
Hồi từ dân lúa cho tới bây giờ là vợ chồng mình chỉ dân cái lề bên đó đó, bên đó đó cả nhà. Dân trong dân ngoài cũng cái lề bên đó, chưa có dân cái lề bên này nha. Hôm nay thử dân cái lề bên này coi sao. Đây, review chiếc sáng cho cả nhà xem ha. Chiếc sáng thì có cái cần cẩu ở trên. Mấy cái sáng mỗi lần tới cái mùa này là chuẩn bị tới mùa sên này cả nhà. Sên rồi, chồng mình thì sên chung vuông rồi. Rồi ai mà muốn mà đắp bờ cho cao thì kêu sáng múc luôn. Chồng mình thì vuông trong nhà sên rồi, sên rồi hổng có mười mấy bữa mới rồi đó. Anh thả xuống là thấy nó làm sao, nước chảy làm sao? Chắc nha. Ngoài còn chảy ra trong cái gì? Nước khó văng là gì? Vậy đó hả? Chảy ở dưới, ở trên nó chảy vô ở dưới, nhưng khi nó chảy ra cũng không chừng. Vậy đó hả? Nghe vậy nghe chồng mình giải thích luôn cả nhà. Nghe anh giải thích không? Qua bữa trước chồng mình và mình vợ chồng mình giăng lưới về ha. Ồ, 3 ký ngoài cá, bà nội xẻ 1-2 rổ khô luôn, ngon đã đời ở nhà. Gặp nắng này nữa, phơi dựng nắng hay nắng là khô ngon lành luôn. Có cần bơi phụ không? Có người bơi mà chê cả nhà. Trời ơi, chê, ta bơi cho còn chê khen. Dạ, để một mình mặn vừa bơi đi. Cho biết mệt thì người ta, để ta bơi phụ cái chê khen. Bây giờ mình thả cái mình neo chút xíu cái mình ra mình cuốn nha. Thời gian mình neo lưới cái mình về vợ chồng mình cơm nước cả nhà, xong rồi ra cuốn luôn. Không rồi vợ chồng mình vừa thả câu nè, mình vừa dâng lưới nữa, cũng đỡ. Không có nhiều nhưng cũng lai rai, có cá ăn cá bán lai rai cả nhà. Vừa có đồ ăn, vừa có lai rai bán vòng vòng sớm con hay con vậy đó. Có tiền mua bánh con ăn. Nhìn cá mình thấy dằn ở trong đây cá nó im hơn là ở ngoài sông lớn. Sao quá, không tới à, mở đại đi. Thank you.
đây cái nhà mà ai mà biết mình than á, trời ơi, mà làm than bán cũng tiền không luôn á. Hầm than đó cái nhà. Nó gọi là hầm than đó. Hầm than ở trên mình cái mình mua về những cái cho nha, cái bà nhà ngày xưa là bà đẻ xài nè. Bà nướng bánh nè. Lưới gách cỡ đó. Cái nhằn cái lưới khóc rồi chứ. Thiệt chứ. Cả nhà xem, cả nhà nói giờ vợ chồng mày sao nó nghèo gì mà nó nghèo dữ, cái lưới nó văng cũng nghèo nữa. Văng chừng nào mà cái lưới mà còn cái cọng không ở trên cả nhà, cái cọng với cái phao không, chồng chồng mình mới bỏ đó. Cái lưới gì đâu mà em thấy nó còn cái cọng không nữa, ghé ghê thiệt, giữ dằn được vậy cũng xài được, ghê thiệt. Bên tay dặn tay luôn, khi mà dặn lưới á, thì cầu mong cho cá dính nhiều ở nhà, nhưng mà khi mà gỡ cá ngồi ngán, ai cũng ngán, mạnh chồng chồng ngán, mạnh vợ ngán. Thiệt chứ không hiểu nổi. Còn dặn lưới thì lúc mà kéo lưới lên thì mong cho dính cá nhiều, khúc nào không dính cái nhăn nhăn. Hình tê khúc đó luôn. Nhiều. Tại vì mấy em này mình ít văng nè. Mà vợ ông thân cũng đâu có tới đằng này đâu. Cái lệnh kia mình văng hoài hết. Mà bữa nay thấy im nè anh ơi, chắc chị chắc không có gì quấy đâu. Im rồi đó. Mình thấy gần xong rồi nha cả nhà. Cũng dài dữ vậy đó ha. Ra ngoài đi. Ừ, chứ tới mà. Tới cái mắm gài với cái mắm đó luôn. Không tới rồi gài đâu ta. Ở đây trống trơn. Không tới nữa đó cũng phải thắng à. Chứ để tới nó chịch qua một cái là biết gài đâu. Không tới luôn. Em tưởng đâu ý nó dư ai giờ thiếu. Vô trong mé cái nhà, trong mé đường gài rồi. Về vô trong cái cây đó đi. Thank you.
rồi mình neo đó một chút rồi mình ra mình thăm nha cả nhà. Giờ thì đi về thôi. Bắt đầu mình sẽ cuốn lưới nha cả nhà. Mời cả nhà theo vợ chồng mình coi xem anh chồng mình cuốn lưới cá có nhiều hơn không ha. Mới tháo được cái đầu đài ra đó. Không dính gì chân nha cả nhà. Bên đây không có cá. Chắc vậy quá. Tính đổi bên này cho cá nhiều mà sao mà không thấy gì trên cả nhà. Cua đá nè. Có cua đá được không? Được tuốt luốt. Được hết trơn. Tại cua đá này mình có con hai con mình luộc rồi mình ăn với nó cũng 100-101 kg đó ngạc nhà ít đâu. Lúc mà nó có giá đó em Thịnh đi đi bắt á bán á rẻ đâu. Tại vì có con hai con á nên không có ai mua nên mình mới bán thôi. Ủa nên mình mới ăn mới luộc ăn thôi chứ có nhiều là bán hết gáo. Em cá mà xin lên chút xíu à, gần gũi ra cho đỡ lạnh. Nó cua nó dính vậy đây, cua nó dính là gỡ tên đây tan tan nát cái lú luôn, gỡ cái lưới luôn. Đây dính con cá đầu tiên. Bà nói vậy đó, bà nói người ta đó bà cũng bị thiếu máu não với lại rối loạn tiền đình, người ta chỉ bà ăn bà mới biết. Bà ăn vậy bà hết luôn rồi, ăn tới ngày cứ ăn hết con ốc không. Bà nói mày vợ chồng mày đi thấy bắt gì nướng cho mẹ mày ăn đó, con thứ hai. Cá bữa nay gửi đến từng con mới chịu à. Ừ đây không đem hay cái kìm nữa. Vậy mày dân ngoài vậy mày. Ừ. Cái này mày trúng kìa. Nó chứ đồ. Mới chắc ra ngoài dân mà mới nước chảy rồi. Anh chồng cũng bận. Mới vô nước rồi. Cái lưỡi trâu nữa kìa. Rồi. Được mấy con cả nhà ơi. Này sẽ ít quá. Cái nhỏ không? Ừ. Lề bên này không có rồi. Lề bên này người ta bắt hết trơn, người ta dặn hết trơn hay gì rồi. Cái này dính lừa thừa quá. Chưa tới khúc đó. Lâu lâu được con, lâu lâu được con. Về cho các chị ăn. Ừ. Về không dạ, các bạn đó các bạn. Bữa nay chắc thấp hơn ngày qua rồi. Can nước rồi xong lớn dân bữa nữa. Đã nói là mai nước chảy rồi mà. Can nước dân
Nhĩ thì sửa cái viền câu nhỏ ngắn này đi. Lấy nước sổ đi đi thả ngay cống á. Bữa hay bữa nó tới nước sổ rồi. Chính con cá mập lạ nhất trên đời này luôn á. Thôi thường là cá heo chứ không phải cá mập. Dính còn nữa, lâu lâu dính còn, lâu lâu dính còn cả nhà. Cá heo là nó mập như con heo đó hay gì? Cá heo người ta dễ thương, ta trồng chuyện người là cá hiền người ta dễ thương chứ không phải như cá mập. Ai không giữ như ông? Ông mới là người không giữ á. Nghe tiếng rồi bắt hình dong hay gì? Gỡ con cá gỡ từ nãy giờ ngồi nói không? Ở ngoài kia cá nhiều mà cá bự bự không à? Cá bữa nay về chắc cho mấy cục vàng bịch trạng ăn hết trơn quá. Cái nhỏ mà phải dính liền khúc cũng đỡ nữa, lên cái dính chút khúc dính con, khúc dính con nữa nè. Mình thấy tùy gì dính ít nhưng mình thấy đủ thể loại rồi đó. Dính con con lưới mà đếm từng con được luôn, đủ thể loại cá cả nhà. Dẹp cái cọng dây này cho cả nhà thấy rõ coi. Ốc mừng hồn nè, cá ốc nè, cua đá nè, còn cá lưỡi trâu nữa nè. Đó. Ít nhưng mà thể loại rồi, con tôm bầu nữa nè cả nhà. Đó, đủ thể loại hết. Ít nữa là vậy. Cái nhỏ không? Cái này tiếp không? Cái này sẽ khổ cái gì nào rồi? Bữa trước á cả nhà dân ở ngoài cái nhầm đầm á, mình ê hai ê khô nhà đã thấy ghê luôn, ngon lắm. Bữa nay dần vô nước rồi cá nó hết đi rồi. Mình rủ anh chồng mình đi cưa cây dầm thang rồi cả nhà. Anh chồng mình ấy hầm thành tro luôn chứ không thành thang. Đấy chưa? Hai vợ chồng ông chú đó, ông đi cưa cây mắm dầm dầm sao nè. Trên hai em bờ ta nằm trên xong cái nhà về hầm thang đốt đốt
đốt rồi mới hầm. Chụm vô chụm củi chụm cho nó cháy. Chụm mắm này cháy nó cháy ghê 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 mà nó cháy hoài, một cái nước nó cháy ấy nó mau hết. Hao củi nữa. Thời đại gì không có cá còn dính gốc nữa. Dính hai cái nâu cả nhà. Tự nhẹ thôi. Rồi về thả mà thả cỡ đó. Bỏ nước đây về giọng mình thả thả luôn vô thử coi sống không cả nhà. Tại vì nó nhỏ quá, dính tới một cặp luôn. Con trống con mái quá. Con này con mái này, con đó con trống đó. Tại con này nó có cái bụng. Con này con cái nè, con này có cái bụng nè. Con này có con cái nè. Nó bự mới là con đực. Cá bự là cá mái. Thôi. Con cá trống là con cá bự, anh thấy vợ chồng lúc nào không chồng. Con bự là con mái là bự. Ông thấy có khi nào mày. Xuống cho bá kìa. Hai cá ngon quá cả nhà. Vậy thấy nó cưng vậy chứ nó không có dễ thương đâu nha. Cái nết nó không có dễ thương đâu cả nhà ơi, đừng rớt tới nó. Nhìn thôi. Hai con nó đi chơi đây, rủ nhau đi chơi mắc vô lưới đó. Ở đó ráng ở đó đi sống đi, là về tao tao thả vô vườn tao nuôi cho. Vô vườn tao ở. Kìa. Này dính ít quá lừa thưa quá chồng mình gỡ luôn nha cả nhà, vừa thăm vừa gỡ luôn nha. Vừa cuốn vừa khỏi bài cho nó lẹ. Thì làm gì? Che cái chỗ đó lại, ngâm ba cây lại coi. Nó xong coi. Quá trời. Quá trời không chị? Mày. Sao? Quá trời công chuyện luôn hả? Con mình làm hay gì? Đã vậy còn đòi đi nữa. Đã con chuyện nhà mà không xong tùm lum hết trơn, con mình ên nè. Sao lưới dùng cục vậy? Còn về con bè bờ nữa kìa. Con bè bờ nữa hả? Vậy thôi tao nhà tao bè bờ đi. Rồi ơi. Không có gì hết. Hả? Mấy con rồi? Điếm hả? Trời ơi. Đây ba. Ba con cá, tính luôn cái nào tính hết luôn nha. 5 7 9 10 13 con cá. Hai ngóc bự hòm con cua. 13 con cá là tính luôn cá út, cá nga, cá út với lại cá lưỡi trâu với lại cá nâu luôn đó, làm được 13 con cá. Hai ngóc bừng hòn, một con cua. Ông cố nội ơi, văn lưới mà đếm được luôn á. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Vô mánh là gỡ cá mỗi tay luôn. Ừ. Như bữa mà anh chồng mình rải thuốc cá trong vuông với cá chét cả nhà. Với cá mệt mỏi luôn. Mà không phải là cá nhiều rất mệt mỏi đâu cả nhà, mà đầu của chỗ sổ một con cuối tuốt ở dưới này một con, tao nói bơi xong rồi ổng mệt luôn cả nhà. Bơi xuống cái con cá chìm, tại vì cái chét nó nổi lên mà cả nhà phải vớt liền, cả nhà không vớt liền là nó sẽ chìm xuống dưới, đâu có nổi lên hoài đâu á. À, để bơi xa quá mà bơi lại tới chỗ nó chìm mất tiêu, xong mệt vớt vừa đó được có 8 con cá mà xỉu luôn, mỗi cái tay luôn. Bơi không á.
Cá thôi ít quá không biết chưa. Cá chết. Vậy mà sao sổ nó ra dữ vậy? Ra hết rồi. Cái sổ nó ra hết rồi quá. Đã khỏi con tôm à. Chiều nay không thả nước sát quá, chiều nay không không có đi thục cộng thả câu thì đi bắt sò đi anh ơi. Đi vô mấy trong bắt bắt sò đi. Nước buổi chiều gồng sát quá. Nấu cơm nước, chiều cái nấu cơm nước sẵn cái đi bắt sò về cái ăn. Mấy ăn rồi em thấy ăn rồi đi cũng vẫn còn kịp. Nước chiều sát cái ghê luôn. Vô kinh bà cô hội đó bắt nãy giờ chứ không thấy con cá lù đù nha. Ừ. Thì bữa nào mà anh nói đi câu cá đó. Con cá chê là ăn con cá là đủ đó. 8 cá chê là 18 cái là đủ rồi. Về cho mấy cái em nhỏ nhỏ này cho cá chê bạch tạng hết trơn luôn. Không gại mấy cá chê bạch tạng không có mồi ăn đói rồi. Thấy được gì đâu. Cây không. Nghe nó táp gì. Rồi xong. Cứ xong. Gỡ thả rồi cả nhà, phải phóng sinh đi. Còn cái đoạn cuối này đó hả? Thấy cái phao kia cả nhà, cái phao nằm tuốt đẳng đó kìa. Thấy phao là thấy gần hết lưới rồi đó. Mới thấy nãy giờ hai con dính chỗ. Vậy đến từng con với con bọn rồi nè. Thank you.
gốc luôn nè. Ủa ghê, bữa nào nhân nghĩ trốn tuốt trong này cũng bị dính gốc. Còn khúc nữa đây không gỡ như cái nhà kéo luôn đi về nhà cái gì đó sao. Rồi cái khúc này không dính gì luôn. Ừ. Trời, nguyên cái gốc. Để mình tắt máy, mình kéo phao phụ cần mình, tôi dính gốc rồi. Lưới bây giờ cuốn xong rồi nha cả nhà, mà giờ cái mỏ neo dính gốc rồi. Rồi bỏ đó, hồi ra lấy. Ừ. Giờ còn mấy con nữa không gỡ luôn. Bây giờ thì mình xin kết thúc clip nha cả nhà. Trong đó thì còn có mấy con nữa hả? Cho anh chồng mình gỡ đi ha. Đây nè cả nhà. Hắc thù hơn bữa trước nha. Chỉ có được có hai em cá nâu là ngon thôi đó cả nhà ơi. Ngoài hai em cá nâu ra thì không có gì đâu mà gốc nhỏ 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 không, mà gốc điện thoại là gì mình sẽ cho cá trê ăn hết chân luôn á. Cá trê bị bạch tạng của nhà mình á, nó đói lâu rồi. Thì cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn luôn đón xem video ủng hộ cho vợ chồng mình ha. Video mình đến đây xin được kết thúc, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video lần sau nha cả nhà. Được con cá đó là bự hết đó hả, hàng duy chỉ chào cả nhà cái. Về cả nhà ơi, cái nèo nữa, cái đó đứt rộng mới ra lấy được, dưới cái gốc bự chà bá lửa dưới.